Thưa quý vị, thực hiện đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia đến năm 2025 trên địa bàn thành phố Đà Nẵng năm 2020. Thời gian qua, Thành đoàn Đà Nẵng đã tích cực triển khai nhiều hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác hỗ trợ khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên, sinh viên. Từ đó đã có nhiều ý tưởng, sáng kiến được cụ thể hóa, ứng dụng vào thực tiễn, đem lại nhiều hiệu quả thiết thực. Trước xu hướng chuyển đổi số ngày càng diễn ra mạnh mẽ với sự bùng nổ của công nghệ trong thời kỳ công nghiệp cách mạng 4.0, tại Tổng Công ty Điện lực Miền Trung, các hệ thống hiện hành phục vụ công tác báo cáo đã tỏ ra lạc hậu và bộc lộ nhiều khuyết điểm, như không xử lý và khai thác toàn diện được tiềm năng của cơ sở dữ liệu hiện có, không hỗ trợ kịp thời cho công tác điều hành. Trước thực tế này, một nhóm đoàn viên thanh niên tại đơn vị đã lên ý tưởng nghiên cứu áp dụng những công nghệ mới để cải tiến phương pháp quản trị. Trong cái thời kỳ mà cách mạng công nghiệp 4.0, dữ liệu tại Tổng Công ty Miền Trung rất là lớn, mà để khai thác được cái dữ liệu đó phục vụ tốt nhất cho công tác quản lý điều hành và nâng cao năng suất lao động, thì mình đã nghĩ ra ý tưởng này giúp cho đơn vị mình khai thác dữ liệu một cách nhanh nhất, tức thời, mọi lúc mọi nơi để hỗ trợ cho công tác quản lý điều hành được tốt hơn. Đây chỉ là một trong số các ý tưởng đạt giải từ cuộc thi ý tưởng đổi mới sáng tạo năm 2020 do Thành đoàn Đà Nẵng phát động. Có thể nói thời gian qua, thông qua phong trào tuổi trẻ sáng tạo, hàng trăm ý tưởng của đoàn viên thanh niên đã được ứng dụng vào thực tiễn, qua đó góp phần đem lại hiệu quả, cải tiến công việc, hoạt động tại các cơ quan đơn vị. Hầu hết các cái giải thưởng sáng tạo trẻ này đều được đưa vào vận dụng vào thực tế và đã tạo ra được cái giá trị rất là lớn, làm tăng năng suất lao động, giảm cái giờ làm hoặc là giảm cái việc làm bằng chân tay thực tế. Theo Thành đoàn Đà Nẵng, thực tế cho thấy đơn vị nào quan tâm đến phong trào đổi mới sáng tạo thì ở đó đoàn viên thanh niên luôn có nhiều cơ hội để phát huy sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật vào thực tế sản xuất. Bên cạnh các giải pháp hỗ trợ từ các cấp bộ đoàn, hiện phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trong thanh niên tại địa phương vẫn còn nhiều khó khăn, cần sớm tháo gỡ để phong trào ngày càng đi vào thực chất, phát huy hiệu quả. Cũng mong muốn là thành phố có những kêu gọi những cái tạo điều kiện các cơ chế cho các doanh nghiệp, các nhà đầu tư để người ta làm mới hơn, hoặc là một cái trở thành một không gian về khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, chấp nhận đầu tư những cái quỹ rủi ro để qua đó mới thúc đẩy được cái trong việc đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lực lượng đoàn viên sinh viên và thế hệ trẻ trong giai đoạn hiện nay. Thời gian đến, Thành đoàn Đà Nẵng sẽ tiếp tục đẩy mạnh triển khai cuộc vận động mỗi thanh niên một ý tưởng, sáng kiến, sáng tạo. Từ đó chọn ra các ý tưởng có tính khả thi cao để tập trung đề xuất thành phố hỗ trợ hiện thực hóa. Tiếp tục vận động đoàn viên thanh niên đăng tải ý tưởng, sáng kiến lên ngân hàng ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam để nhận được sự hỗ trợ của Trung ương đoàn. Bên cạnh đó, đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về cơ hội và thách thức của thanh niên trong cuộc cách mạng 4.0 nhằm tăng cường tính chủ động và đổi mới sáng tạo trong các hoạt động khởi nghiệp của thanh niên.